Xin chào, tôi là Daria và các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những điều thú vị và quan trọng đã diễn ra tại dự án Skyway và công ty Skyward Community trong những tuần qua. Trong bản tin này, trên trang CNN đã đăng bài về các dự án cụ thể của Skyway và các ưu thế của công nghệ này. Năm kênh truyền hình của Mỹ đã chiếu hình ảnh thử nghiệm vận tải đường dây. Tại trung tâm thử nghiệm và chứng nhận công nghệ UST tại Sanja đã hoàn tất việc đổ bê tông trụ neo chính của tuyến đường thứ tư. Chúng ta sẽ xem các sự kiện trên một cách chi tiết hơn. Các phóng viên CNN đã đăng bài, trong đó trình bày những ưu thế chính của Skyway và đã chia sẻ về nơi có thể được xây dựng các tuyến đường tương lai của dự án. Đặc biệt, các tác giả đã ghi nhận rằng việc xây dựng 1 km tuyến đường Skyway sẽ rẻ hơn 15 lần so với xây dựng 1 km đường tàu điện ngầm. Việc giảm giá thành đạt được nhờ sử dụng ít vật liệu hơn. Các ưu thế của Skyway cũng được ghi nhận bởi đối tác của hãng McKinsey và Company, bà Stephanie Hagel. Bà đã lưu ý rằng trên tuyến đường cáp treo thông thường chỉ có một loại xe đi được, trong khi với Skyway thì có thể sử dụng đồng thời nhiều loại phương tiện trên cùng cấu trúc hạ tầng. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất trong bài báo là các triển vọng của dự án tại UAE. Các phóng viên đã chia sẻ rằng dự án đã nhận cấp phép sơ bộ cho xây dựng tuyến đường tại thành phố Khorfakkan, cũng như bài báo đã nêu rằng công nghệ đang được quan tâm ở Canada và Mỹ. Có thể đọc toàn văn bài báo CNN theo link trong phần mô tả dưới video này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang tin tức tiếp theo. Chúng tôi vừa mới nhắc đến việc công nghệ Skyway đang được quan tâm tại Mỹ, và thực sự là như vậy. Ví dụ, mới đây, ngay lập tức đã có 5 kênh truyền hình Mỹ cho lên sóng về những hình ảnh hoạt động thực tế của vận tải đường dây, đặc biệt là các phóng sự ngắn đã phát triển sóng của kênh Fox News và NBC. Những người dẫn chương trình đã nêu rằng Skyway có thể giải quyết vấn đề quá tải trên các tuyến đường và đã đánh giá cao thiết kế của loại hình vận tải. Các tin tức cũng một lần nữa được khẳng định tính toàn cầu của dự án Skyway. Trong tương lai có thể được phát triển không chỉ tại Trung Đông hay tại châu Âu, mà cả tại Mỹ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng quay lại Sanja. Tại trung tâm thử nghiệm và chứng nhận công nghệ UST tại Sanja đã hoàn tất việc đổ bê tông trụ neo chính của tuyến đường thứ tư. Được biết, điều này liên quan tới tuyến đường dài 2,4 km. Trên đi đó sẽ thử nghiệm vận tải hàng hóa và hành khách Skyway. Hiện nay, các mô đen này đang được thử nghiệm trên tuyến đường ngắn hơn, dài 400 m. Trên đây là mọi tin tức trong tuần. Hãy đăng ký lên kênh YouTube SPKC và bật nhận thông báo để không bỏ lỡ các bản tin vắn video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại!